Thưa quý vị, thưa các bạn, tại lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 diễn ra trong sáng nay, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động Trung ương cho biết, năm 2023, tai nạn lao động giảm so với năm 2022 về số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng. Tuy nhiên, số vụ, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức đáng lo ngại, khi cả nước xảy ra gần 7.400 vụ tai nạn lao động, làm hơn 7.500 người bị nạn, trong đó gần 700 người chết. Nguyên nhân được chỉ ra là do doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa quan tâm thực hiện quy định về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc. Người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế. Trên thực tế thì việc doanh nghiệp không quan tâm đến đảm bảo sức khỏe, an toàn, bảo hộ lao động cho người lao động vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Câu chuyện về các công nhân mắc và tử vong do bệnh bụi phổi xảy ra tại tỉnh Nghệ An ngay sau đây là một ví dụ điển hình. Đây là hình ảnh về môi trường lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An. Trong điều kiện môi trường lao động này đã khiến không ít công nhân bị mắc bệnh bụi phổi silic. Có mặt tại đợt khám sàng lọc về bệnh nghề nghiệp vừa qua, không ít công nhân đã từng làm việc tại công ty này không khỏi bức xúc. Đáng lẽ một người chết, hai người chết thì rút kinh nghiệm. Như tình nhiều người chết mà bây giờ mới tổ chức sàng lọc lại thì quá muộn rồi. Như bọn em thì có mấy người đây là cũng sắp đi rồi đấy. Từ khi công ty mà mình nghỉ công ty rồi á, thì cũng cái thăm hỏi và những cái ấy thì công ty cũng không có. Anh đã thiệt thòi đối với những người công nhân đã làm việc ở đó và đang nghỉ việc. Trong đợt giám định thương tật, bệnh nghề nghiệp vừa qua, các chuyên gia từ Viện Sức khỏe và Môi trường, Bộ Y tế, Viện Giám định Y khoa thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức đã khám, giám định cho các công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến. Theo danh sách, có 71 công nhân đến giám định thương tật. Việc giám định này nhằm đánh giá mức suy giảm khả năng lao động, đồng thời cũng là khâu cuối cùng để có căn cứ cho các công nhân mắc bệnh bụi phổi silic được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định. Những công nhân mà đã mắc bệnh trước đây thì chúng tôi cũng vẫn ghi nhận tình trạng bệnh tương đối là nặng nề. Và những công nhân này thì chúng tôi cũng đã lập hồ sơ bệnh án về bệnh nghề nghiệp. Trước đó, ngày 5 tháng 2 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến cũng đã chi trả bồi thường cho 5 trường hợp lao động làm việc tại công ty này bị tử vong do mắc bệnh nghề nghiệp với số tiền từ hơn 110 triệu đồng đến hơn 121 triệu đồng trên một người. Cái việc xảy ra ở đấy và cho đến những cái người đã mất và đã đang còn có thể là ốm đau điều trị thì là nghỉ việc ở công ty Châu Tiến, không làm việc ở công ty Châu Tiến đã kéo dài, có người là lên đến hơn một năm. Cầm hồ sơ bệnh án như án tử trên tay, cùng với thông tin ngày càng nhiều người mắc và tử vong vì bệnh bụi phổi khiến những người công nhân này không khỏi xót xa, buồn bã. Sự thiếu hiểu biết, chủ quan của chính mình và sự tắc trách của doanh nghiệp đã cướp đi sinh mạng của nhiều lao động chân chính. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì việc đảm bảo cho người lao động tự do được làm việc trong điều kiện an toàn vẫn còn nhiều hạn chế. Hầu hết người lao động tự do đang làm việc tại các công trình, nhà xưởng của tư nhân không được trang bị bảo hộ lao động, tiềm ẩn nhiều mối nguy dẫn đến tai nạn lao động. Ghi nhận của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình sửa chữa cải tạo ngôi nhà nằm trên địa bàn phường Cô Giang, quận 1 đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thời hoàn thành trước lễ 30 tháng 4. Khoảng 10 người đang say sưa thi công các hạng mục, xây vách ngăn, khoan tường, hàn cắt mái hiên. Có những vị trí chênh vênh, nguy hiểm cao gần 20 mét, nhưng dường như chẳng ai mang nón mũ bảo hộ hay đeo dây an toàn. Làm ra ngoài thì mấy anh em mới đổi, còn làm trong nhà thì nhà đa số đổi nón này nhiều. Tại này em thấy nó thấp á, mới đứng trong nhà nên không có cột dây bảo hiểm. Ở trên mình nhiều khi người này người kia làm đâu có ai để ý ai được. Còn ở dưới đây thì nhiều khi đổ cái mũ thì bất tiện, nhiều khi làm nó nóng quá, hiểu không? Chứ thường thường làm có cái mũ nó đỡ hơn, chứ nhiều khi gớt đinh gớt gạch rồi nó cũng đỡ. Cũng như nhiều lao động khác, ông Tuấn làm thuê ở xưởng đóng đổ gỗ thuộc khu vực phường 2, quận 8. Công việc không nặng nhọc, nhưng môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với bụi mịn bay ra từ máy trà, máy xẻ, máy liên hợp. Hơn 20 năm hành nghề mộc, chứng kiến không ít tai nạn lao động, song vì nhiều lý do, món đồ bảo hộ quen thuộc ông mang chỉ là nón vải và khẩu trang. Cái máy liên hợp chạy này, ông chỉ cầm cái chỉ, ông ấy chạy thôi. Thế mà đi mất cả, gần tất cả
vào tay này, sau bắt đầu đi bệnh viện mà dọn dẹp nghỉ Tết rồi chứ. Sau bắt đầu anh đèo đi viện, máu mê con thứ chảy, sợ thật. Mình làm tự do là sự có công việc bận thì mình nghỉ, nó không có một cái chế độ gì cả. Theo số liệu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tự do trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 có 13 vụ tai nạn lao động chết người, làm chết 14 người. Với mục tiêu mỗi năm phải giảm 4% số vụ tai nạn chết người, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai công tác phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo đời sống của người lao động, đặc biệt dành cho người lao động tự do. Chủ động kiểm soát và nhận diện đánh giá các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt trong các ngành nghề, công việc có tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn các kim loại, làm việc trong không gian hạn chế, trong xây dựng, trong sử dụng điện, thiết bị áp lực, hóa chất, thiết bị năng, thang máy, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giải pháp tổng thể bổ sung á, thì phải từng bước tiến đến là quản lý định danh cái lao động tự do. Từng bước nắm bắt cái thông tin của lao động. Khi mà nắm bắt cái thông tin của lao động thì biết họ làm cái gì là làm ở đâu thì chính quyền sẽ có những cái biện pháp cũng như truy xuất cái cơ sở dữ liệu cũng như là những cái đề xuất chính sách hiệu quả hơn. Nên sớm có sự thừa nhận chính thức loại hình lao động tự do này bằng việc xây dựng các chính sách liên quan đến quyền lợi của họ. Qua đó có những biện pháp tạo điều kiện để họ tham gia vào các loại hình bảo hiểm, đặc biệt là chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Có như vậy mới lấp đầy khoảng trống an sinh xã hội. Vừa qua, thì vụ tai nạn lao động tại tỉnh Yên Bái làm cho 10 người thương vong, hay là mới đây sự cố xảy ra tại công ty Than Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong, đặc biệt là vụ việc 6 người chết vì bệnh nghề nghiệp bụi phổi, silic tại tỉnh Nghệ An. Rõ ràng, liên tiếp các vụ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được phát hiện gần đây đã cho thấy nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động trong quá trình họ làm việc. Vấn đề tuân thủ các quy định về an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cần phải được quan tâm hơn nữa trong các doanh nghiệp. Khoảnh khắc máy nghiền xi măng bất ngờ quay làm 7 đồng nghiệp tử vong luôn ám ảnh, khiến anh Tuân thường xuyên mất ngủ. Anh cùng 9 công nhân có nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nghiền và không rõ vì sao máy đang dừng lại bất ngờ hoạt động, khiến mọi người không kịp trở tay. Không nghĩ gì, nó sốc. Chỉ kịp rơi xuống, chỉ kịp nhìn lại thấy máy đang quay rồi. Nghĩ trong đầu bảo không cứu được các anh. Trước khi mình làm việc, cố gắng mình kiểm tra. Có thể là có một người cảnh báo nào đấy ở ngoài. Người chuyên môn về điện đóm trực tiếp làm việc ở đấy, ngắt hẳn nguồn điện. Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái vừa qua cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác đảm bảo an toàn lao động. Một công việc trong không gian hạn chế, bắt buộc phải tập huấn luyện cho người lao động các phương án, kỹ năng, quy trình thành thạo, thuần thục. Bên cạnh đó, cần phải có phương án khẩn cấp, có giám sát an toàn khi xảy ra bất kỳ sự cố nào đều phải khắc phục, kiểm soát được ngay. Không có một cái bước nào mà nó thừa trong các cái quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra, và cái người thực hiện cũng không được lơ là chủ quan trong cái quá trình thực hiện các cái quy trình đó. Cái thứ hai nữa là cũng phải tập huấn thường xuyên và cũng phải nâng cao các cái kỹ năng để xử lý các cái sự cố liên quan đến các cái việc mất an toàn, hoặc là khi mà xảy ra các cái vụ việc như thế thì luôn luôn là có quy trình. Nhưng nếu anh không được thực hành các cái quy trình đó thì có thể trong các cái giờ phút đấy nó cũng sẽ gây lên là cuống hoặc là không kiểm soát được các cái hành vi của mình. Thì cái việc là xử lý các cái sự cố nó cũng sẽ làm cho cái hậu quả của nó trở nên nghiêm trọng hơn. Năm 2023, cả nước xảy ra gần 7.400 vụ tai nạn lao động, làm hơn 7.500 người bị nạn. Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm tới 46% tổng số vụ và 44% tổng số người chết. Trong đó chủ yếu do tổ chức lao động và điều kiện lao động. Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn. Đối với nhà máy sản xuất nitroamon thì nó là cái sản xuất tiền chất thuốc nổ. Do đó thì cái môi trường làm việc nó là nhiệt độ cao, áp suất cao. Đặc biệt là công tác bảo dưỡng sửa chữa thì nó nằm trong không gian hạn chế rất là nhiều, nên cái nguy cơ rủi ro rất là lớn. Để đảm bảo an toàn môi trường lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty trước khi vào nhà máy làm việc, thì việc đầu tiên thì công ty thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ nhân viên hiểu biết rõ về cái nội dung công việc chúng ta thực hiện. Và thứ hai là thực hiện cái chương trình 5S. Và trong các cái công việc bảo dưỡng sửa chữa thì ở dưới này thì được cấp giấy phép làm việc
từng công việc một, và trong cái quá trình cấp giấy phép làm việc thì được đánh giá rủi ro cho quá trình thực hiện đó. Thì nơi làm việc là cái nơi mà người ta thường xuyên phải tiếp xúc với các máy móc thiết bị, các môi trường. Thế nên tăng cường công tác an toàn đấy là đảm bảo cái điều kiện làm việc cho người lao động tốt. Mà điều kiện làm việc tốt thì người ta sẽ làm việc năng suất, và đồng thời là không có những cái tác động đến sức khỏe, đến tính mạng của họ, nguy hiểm với họ. Thế nên là cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tốt tại nơi làm việc thì đem lại hiệu quả không những là cho người lao động mà cho cả doanh nghiệp. Môi trường làm việc an toàn là quyền của mỗi người lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn tai nạn lao động mà còn tạo ra môi trường làm việc hiệu quả cho người lao động. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại Tiết Mục Chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.